Hôm nay Julie chia sẻ cùng với quý vị một đoạn thơ rất hay của Thánh nhân Nguyễn Đình Khiêm nha quý vị. Cái đoạn thơ này nó có cái tựa đề là Thói đời. Tựa đề hay không quý vị? Gồm có hai chữ thôi đúng không? Thói đời. Mà cái tựa đề đã hay, hay vậy rồi, nhưng mà cái đoạn thơ nó rất rất ý nghĩa quý vị. Cho nên là Julie đọc cho quý vị nghe nhé. Thế gian biến đổi vùng nên đổi, mặn nhạt chua cay lần ngọt bùi, còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi, xưa nay đều trọng người trung thực, ai nấy đều ưa kẻ đài bôi. Ở thế mới hay người bạc ác, giàu thì tìm đến, khó tìm lui. Bài thơ rất hay đúng không quý vị? Cái cuộc đời giống như là cái tựa đề Thói đời. Có nghĩa là cái tựa đề rất hay. Có nghĩa là cuộc đời là như thế đó quý vị. Rồi Julie phăng cho quý vị luôn nha quý vị. Thế gian biến đổi vùng nên đổi. Có nghĩa là ở cuộc đời nó như vậy đó. Nếu mà người ta có thể biến biến một cái biển thành một cái núi quý vị. Đó, thế gian biến đổi vùng nên đổi. Mặn nhạt chua cay lần ngọt bùi. Có nghĩa là đủ thứ trong đời nhé quý vị. Nói về nghĩa đen thì có đủ thứ trong đời nhé. Còn cái nghĩa bóng còn đi sâu hơn nữa. Còn bạc còn tiền còn đệ tử, có nghĩa là trong cuộc đời, trong cuộc sống, nếu mà ai có tiền, ai có của, ai giàu có thì người ta họ rất là đến, họ rất đến, họ rất là muốn đến làm đệ tử, hoặc là làm tôi, hoặc là làm cái gì cho những người có tiền có bạc, đúng quý vị. Hết cơm hết rượu hết ông tôi, có nghĩa là khi mà cái người giàu còn có tiền có của thì có bao nhiêu người đến để cung phụng, đúng quý vị. Nhưng mà khi hết cơm hết rượu hết ông tôi, có khi khi mà cái người mà họ bị cũng như là cuộc đời lên voi xuống chó đó. Khi có tiền có của thì ai cũng trọng vọng, mà khi mà hết tiền của rồi thì không ai trọng vọng mình nữa, đúng không quý vị? Nhưng mà cái câu này rất quan trọng này. Cái câu này Thánh nhân nói nè: xưa nay đều trọng người trung thực. Có nghĩa là nếu mà khi mà những cái người họ có tiền có của rồi, họ còn bạc còn tiền, thì người ta đến người ta đến để người ta nhờ vả, hoặc là người ta gì đó nha. Nhưng mà khi nhưng mà nói với cái tấm lòng của nhân gian, của thế gian, của con người, thì lúc nào họ cũng quý mến cái người trung thành, chân thật, đàng hoàng,
uy tín, đúng đắn, đúng quý vị. Ai cũng quý hết, ai cũng mến, ai cũng kính yêu, đúng quý vị. Ai nấy đều ưa kẻ đài bôi. Có nghĩa là những cái người mà họ không uy tín, không trung thành, không chân thật thì không ai mà thích cho lắm, đúng quý vị. Ở thế mới hay người bạc á, giàu thì tìm đến, khó tìm lui. Có nghĩa là những cái con người mà họ ác đó, những con người họ ác thì họ thích đi tìm người giàu, đúng quý vị. Còn mà khi cái người nghèo thì họ khinh và họ tránh, quý vị. Cho nên cái thánh nhân Nguyễn Bình Khiêm họ muốn dạy cho nhân gian để mà học hỏi, để hiểu biết là cái cuộc đời là như vậy đó quý vị. Thì chú Linh xin chia sẻ cho quý vị cái đoạn thơ của thánh nhân rất là hay. Chú Linh xin chúc quý vị có một ngày tràn đầy hạnh phúc, và mong rằng quý vị đón xem những kênh mới của chú Linh nhé. Cảm ơn quý vị.